đây vẫn đang tiếp tục tháo hộp cầu của số mệnh là dùng điếu, ta vặn, dùng điếu vặn hộp cầu số mệnh ra. Sáu máy rồi. Ghê. Bể. Tiếp tục dùng điếu để vặn hộp cầu số mệnh. Dùng điếu để vặn hộp cầu số mệnh. Ta vặn con nào ra ta phải vặn lòng đền lại, nó khỏi lạc. Thì mua rất là nhiều tiền ốc rin của nó đó. Tiếp tục dùng điếu để vặn hộp cầu. Đây là số mệnh vừa tháo ra được. Đang tiếp tục vặn, dùng điếu để vặn. Vặn những cái con ốc hộp cầu số mệnh. Xe này 4 máy, 6 máy chơi 2 bình luôn. Tiếp tục dùng điếu để mở hộp cầu số mệnh này.